Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Lao động và Công đoàn do Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng và Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 năm 2022. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những ghi nhận từ thực tiễn trong nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn là đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Nhưng trước tiên xin mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin chính sách hỗ trợ người lao động. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 38 ngày 12 tháng 6 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động kể từ ngày 1 tháng 7. Nghị định này quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Về mức lương tối thiểu tháng, nghị định quy định mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng. Vùng 1 tăng 260.000 đồng từ 4.420.000 đồng một tháng lên 4.680.000 đồng một tháng. Vùng 2 tăng 240.000 đồng từ 3.920.000 đồng một tháng lên 4.160.000 đồng một tháng. Vùng 3 tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng một tháng lên 3.640.000 đồng một tháng. Vùng 4 tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng một tháng lên 3.250.000 đồng một tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180 đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Về mức lương tối thiểu giờ, nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng. Vùng 1 là 22.500 đồng một giờ, vùng 2 là 20.000 đồng một giờ, vùng 3 là 17.500 đồng một giờ. Vùng 3 là 17.500 đồng một giờ, vùng 4 là 15.600 đồng một giờ. Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động. Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại hai địa phương là Đức Trọng và thành phố Bảo Lộc. Theo đó, danh sách được nhận hỗ trợ lần này bao gồm 146 người lao động tại 8 doanh nghiệp đóng trên địa bàn với tổng kinh phí 223 triệu 500 ngàn đồng. Kinh phí thực hiện được tạm ứng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành, thì Sở Tài chính sẽ phụ trách việc tạm ứng nguồn ngân sách của tỉnh để trực tiếp chuyển về cho Ủy ban nhân dân huyện và tiến hành chi trả cho người lao động. Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, thống kê số người lao động ở thuê, ở trọ, đang làm việc trên địa bàn tỉnh để có căn cứ xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định ban hành nghị quyết hỗ trợ các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quy định tại quyết định số 08 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Qua rà soát thống kê, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng dự kiến hỗ trợ tiền thuê trọ cho 568 người lao động đang làm việc trong khu công nghiệp, hỗ trợ 50 người lao động quay lại thị trường lao động trong khu công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 93 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành. Hơn 9 thập kỷ qua, Công đoàn Việt Nam luôn là tổ chức rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa vững chắc, người cộng tác đắc lực của cơ quan nhà nước, là sợi dây kết nối đảng nhà nước với quần chúng công nhân lao động, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã và đang tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Và tổ chức công đoàn đang phối hợp rất hiệu quả với doanh nghiệp
đồng hành cùng người lao động vì sự phát triển của doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, chuyên sản xuất các sản phẩm dệt len xuất khẩu, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc First Time Việt Nam, chi nhánh Bảo Lộc, có lượng công nhân người lao động rất lớn, khoảng 1.500 người. Trong giai đoạn lao động khan hiếm như hiện nay, hoạt động công đoàn là một phần không thể thiếu. Tổ chức công đoàn thường xuyên tổ chức tập huấn nhắc nhở người lao động tuân thủ an toàn vệ sinh lao động, giữ gìn an toàn trong sản xuất. Cùng với doanh nghiệp, công đoàn đã thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động, từ khen thưởng khi đạt năng suất, tổ chức các ngày lễ cho người lao động vui chơi, tặng quà dịp lễ, thăm hỏi khi gặp chuyện hiếu hỉ. Đại diện doanh nghiệp cũng rất ủng hộ các hoạt động của tổ chức công đoàn và cùng chung mục đích, đó là nâng cao mức sống cho người lao động và thu hút người lao động gắn bó với công ty, làm việc an toàn, đạt năng suất cao. Hiện tại thì công ty cũng có những cái chế độ phúc lợi cho công nhân, ví dụ như là hỗ trợ tiền học nghề và tham gia những cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và các khoản thưởng, thưởng cho công ty trong công nhân, thưởng hiệu suất, năng suất. Hiện tại thì tổ chức công đoàn thì hoạt động vẫn rất là tốt, vẫn chăm lo đời sống cho người lao động. Cũng có những cái chế độ phúc lợi dành cho người lao động, ví dụ như là phát quà cho những cái dịp lễ 8 tháng 3 hoặc là những cái dịp lễ Trung thu, Tết có tặng quà cho người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sợi Đà Lạt thành lập năm 2019. Do dịch bệnh kéo dài nên 2 năm 2020-2021, tình hình sản xuất và kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn. Có thời điểm công ty xuất hiện hàng chục ca dương tính với COVID-19 tại nơi làm việc, khiến doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất. Ngoài ra, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa đi các nước của công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn do chuỗi cung ứng hàng hóa trên thế giới liên tục bị đứt gãy. Thời điểm xảy ra dịch bệnh là lúc công ty Sợi Đà Lạt vừa thành lập tổ chức công đoàn nhằm hỗ trợ kịp thời cho công đoàn cơ sở của công ty. Các cấp công đoàn tỉnh, thành phố đã hỗ trợ hơn 460 triệu đồng gồm tiền và hiện vật để đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn. Kể từ thời điểm tháng 11 năm 2021 đến nay, tình hình sản xuất thương mại của công ty đã gần như trở lại bình thường. Vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp nước ngoài như công ty Sợi Đà Lạt đã khẳng định rõ nét thông qua những khó khăn, thách thức vừa qua. Công ty chúng tôi chỉ mới bắt đầu sản xuất vào năm 2019 và trong năm 2020-2021, chúng tôi bắt đầu có tổ chức công đoàn cơ sở. Chắc chắn công đoàn đóng vai trò quan trọng khi chúng tôi thực hiện các chính sách ảnh hưởng đến đời sống của người lao động, lương thu nhập và cả những dự án lớn của công ty, thì công đoàn cơ sở có thể hỗ trợ công ty. Dĩ nhiên là các chính sách lao động tốt là rất quan trọng để động viên nhân viên làm việc tốt công việc. Đó là tình huống đôi bên cùng có lợi. Hiện tại chúng tôi có chính sách tốt cho nhân viên. Đó không phải là chi phí. Chi phí sẽ quay trở lại với doanh nghiệp ở khía cạnh tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, tạo động lực giúp doanh nghiệp vận hành dễ dàng hơn. Với tổng số vốn đầu tư 50 triệu đô la tại cụm công nghiệp Phát Chi, xã Cam Hành, thành phố Đà Lạt, nhà máy sản xuất sợi len Long Cừu Đà Lạt được xây dựng trên tổng diện tích hơn 32.000 m2. Công suất nhà máy có thể lên tới khoảng 4.000 tấn sợi một năm. Trong đó, 90% sợi len Long Cừu thành phẩm từ Đà Lạt sẽ xuất khẩu bán cho các công ty dệt may lớn trên thế giới. Phần còn lại phục vụ cho ngành may mặc tại Việt Nam. Đặc biệt là những công ty sản xuất sản phẩm may mặc cao cấp đang tham gia vào thị trường xuất khẩu. Để vận hành sản xuất, hiện công ty Sợi Đà Lạt có 230 công nhân, người lao động làm việc 3 ca một ngày. Ban chấp hành công đoàn cơ sở của công ty Sợi Đà Lạt không tham gia vào vai trò quản lý lãnh đạo công ty, mà hoàn toàn do 100% người lao động bình bầu. Là mình xem tổ chức công đoàn là một cái đơn vị mà có thể là cầu nối giữa người sử dụng lao động với là người lao động. Cho nên là công đoàn ở tại ngay ở tại công ty Sợi Đà Lạt á, là thì chúng tôi thấy là công đoàn hỗ trợ rất là lớn trong cái công tác là gọi là tham mưu này, rồi truyền thông giữa cả người sử dụng lao động với là người lao động. Và lãnh đạo á, như bản thân tôi hay là anh Alessandro hoặc là anh giám đốc sản xuất thì chúng tôi không có cái
vai trò ở trong công đoàn. Mình quản trị từ đầu ngay như vậy để cho công đoàn họ phải có tiếng nói riêng của họ, và như vậy thì nó sẽ tách riêng ra cái phần điều hành và cái phần tham mưu, với lại là cái quyền để đảm bảo cái quyền lợi của người lao động. Năm vừa rồi là bị chỉ có bị Covid mà được bên công ty hỗ trợ tiền lương khoảng trẻ. Thì bên công đoàn tỉnh hỗ trợ, công đoàn công ty cũng có hỗ trợ. Ví dụ như là ngày 1 tháng 6 thì cũng vẫn tổ chức cho các em, rồi trung thu cũng có. Nói chung là ví dụ như sinh nhật cho công nhân cũng có hỗ trợ, nói chung rồi Tết cũng có quà cho công nhân. Đa phần các doanh nghiệp ngần ngại việc thành lập công đoàn cơ sở, và người lao động cũng không mặn mà với việc tham gia tổ chức công đoàn, vì cho rằng điều này chỉ tốn thời gian, phải đóng đoàn phí. Tuy nhiên, nếu tổ chức công đoàn cơ sở thực sự phát huy được tối đa vai trò và năng lực của mình, thì những lợi ích mà công đoàn mang lại thực sự rất lớn cho cả doanh nghiệp cũng như người lao động. Để đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động thì chúng tôi thường xuyên nắm bắt qua ban chấp hành các công đoàn cơ sở về các cái thông tin để làm sao đó kịp thời hỗ trợ người lao động, giải quyết những cái khó khăn đối với người lao động nhằm đảm bảo không xảy ra tranh chấp trên địa bàn huyện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thực hiện thường xuyên phối hợp với các đoàn liên ngành của Ủy ban huyện cũng như Phòng Lao động Bảo hiểm Xã hội để kiểm tra các cái chính sách về pháp luật lao động. Ngoài ra chúng tôi có xây dựng các cái cán bộ cốt cán ở cơ sở để khi có sự việc gì xảy ra thì cán bộ cốt cán này kịp thời thông tin về phía Liên đoàn Lao động huyện để cùng phối hợp giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nên trong suốt thời gian vừa qua không xảy ra tranh chấp lao động trên địa bàn huyện. Hài hòa giữa quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động, các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nước ngoài đang thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, cùng doanh nghiệp hồi phục và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với sự phát triển về số lượng của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, số lượng công nhân lao động cũng từ đó tăng theo. Vì thế, việc thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Ở đó, vai trò của mỗi cán bộ công đoàn cơ sở là rất quan trọng. Phóng viên chuyên mục đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Hoàng gia D1 để lắng nghe những chia sẻ từ thực tiễn hơn 30 năm hoạt động công đoàn của mình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào ông Nguyễn Hữu Cảm, cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia phỏng vấn với Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Được biết là ông đã là cán bộ công đoàn hơn 30 năm. Thế thì theo ông, đâu là cái yếu tố để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa chủ sử dụng lao động với người lao động trong doanh nghiệp một quốc gia? Với vai trò là cán bộ công đoàn hơn 30 năm, mình trải qua nhiều cái doanh nghiệp. Lúc đầu là doanh nghiệp nhà nước, sau đó là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Rồi tới giai đoạn này thì là giai đoạn doanh nghiệp ngoài nhà nước, tại vì chuyển qua công ty cổ phần. Thì cái từ cái kinh nghiệm mà cái đặc điểm là cái mình được học qua cái trường lớp, nó bài bản, cái lớp đại học công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cái khóa 1. Thì mình tham gia học cái khóa đó thì về cái kiến thức công đoàn mình phải nắm. Trên cơ sở đó thì tại vì người sử dụng lao động thì người ta chỉ biết có kinh doanh, còn cái người cán bộ công đoàn mình phải nắm được tất cả mọi cái, những cái chức năng nhiệm vụ của công đoàn, thì từ đó thì mình mới đề xuất kiến nghị để làm bảo sao quá thì coi như cái đời sống người lao động. Bên cạnh đó thì cán bộ công đoàn mình thì nó thuận lợi cái là ban chấp hành là 9, nhưng mà trong đó là gián tiếp thì chỉ có 3 thôi, còn 6 là trực tiếp. Mà 6 trực tiếp đó thì là mình cứ coi mình là người lao động, cán bộ công đoàn cũng là người lao động, thì những cái gì mà mình nhu cầu của mình thì cũng là cán bộ công đoàn mình phải đảm, là mình phải có trách nhiệm bên cạnh đó. Rồi cái thứ hai á, thì với lại cái bộ phận gián tiếp á, thì cơ cấu của ban chấp hành á, thì là phó chủ tịch là giám đốc nhân sự công ty, cho nên á, thì mọi cái vấn đề chế độ chính sách thì công đoàn mình họp mình triển khai thì giám đốc nhân sự là phó chủ tịch công đoàn thì người ta sẽ coi như là chị sẽ lo cái phần đó để đảm bảo được cái chế độ lương thưởng tất cả mọi cái đời sống cho công nhân. Xin cảm ơn những chia sẻ mà ông đã chia sẻ đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, hiện nay với vai trò là chủ tịch công đoàn tại một doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thế thì ông có thể chia sẻ thêm một số kinh nghiệm trong việc là vận động công nhân lao động tham gia vào tổ chức công đoàn cũng như là tham gia tích cực vào các hoạt động của công đoàn cơ sở. Khi mà công nhân lao động sau khi học việc thử việc đủ điều kiện 3 tháng sau khi ký hợp đồng thì công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền vận động anh chị em gia nhập công đoàn. Cho nên trong đơn vị mình là số lượng tới 300 công ty là 355 công nhân lao động thì là 100% là đoàn viên công đoàn. Tại vì đối với lại cái đặc điểm của đơn vị thì so sánh giữa người lao động và người đoàn viên thì khi mà người đoàn viên người ta tham gia đóng đoàn phí rồi thì coi như là công đoàn mình phải có trách nhiệm chăm lo đến người ta về cái thăm hỏi tất cả mọi cái. Còn đối với lại công nhân lao động thì người ta chưa phải đoàn viên thì mình không phải thăm hỏi cái đó, thì người ta sẽ so sánh từ 8 tháng 3 cho tới 1 tháng 6 cho tới trung thu Tết tất cả mọi cái, khi đau ốm gia đình tất cả mọi cái. Cho nên họ phải coi như là từ có nhìn nhận giữa cái người đoàn viên họ được cái gì và người lao động người ta được cái gì. Khi chưa đoàn viên thì từ đó cho nên người ta mới, thậm chí người ta phải coi như là chưa tới cái ngày người ta cũng nhắc mình là coi như em đã ký hợp đồng rồi, anh chị cố gắng kết nạp em vào công đoàn để em được những cái quyền lợi như đoàn viên. Xin cảm ơn về những chia sẻ mà ông đã chia sẻ đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục lao động công đoàn kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt.